Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 1 triệu token swap đến từ sàn Safi Swap. Thì chương trình để góp này random cho 3.500 ví may mắn các bạn. Thì để tham gia vào hôm nay, các bạn cần link sẽ phần link mô tả dưới video mà Lương Phong dự án này khá là ngon nên các bạn làm các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên, bạn follow tờ Twitter nữa. Trên tờ Twitter, bạn nhấp vào follow nữa. Rồi bạn ứng dụng ủy quyền cho ứng dụng các bạn. Và chờ xíu các bạn. Sau khi bạn bấm vào ủy quyền ứng dụng xong thì bạn bắt đáp lại, bạn bấm vào verify này các bạn. Chưa được nữa ta, follow lại cái nữa kìa. Rồi trên tờ Twitter này bạn theo dõi cái mới được các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Các bạn bấm vào verify nè các bạn. Ok, đây là một tít rồi. Sau đó các bạn request này nè. Các bạn bấm vào đây request nè. Bạn like nè, các bạn tweet nè. Rồi sau đó các bạn bắt đáp lên nè các bạn. Bấm vào verify nha các bạn. Ok, được hai giá, hai tít nè. Tiếp tục các bạn join kênh group kênh seller nè. Rồi bạn join sao các bạn. Rồi sau đó bắt đáp lên nè. Rồi tiếp tục follow Facebook nè. Trên Facebook thì bạn bấm thích rồi mà. Xuống đây các bạn like nó khác luôn các bạn. Chia sẻ công khai luôn các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục follow cái tít nè. Nhiệm vụ khá là dễ dàng các bạn. Rồi bạn bấm sao son community nè các bạn. Rồi bạn bấm like mũi tên đi lên luôn các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Rồi tiếp tục cái dòng này thì các bạn chỉ lấy link ghép mà chia sẻ trong bè những người thân để kiếm token các bạn. Sau đó thì cái mục này thì các bạn điền địa chỉ dưới pin bi sang mắt trên bet 20 trên dưới chút red của các bạn nè. Bạn copy địa chỉ dí nè. Bạn dán vào đây nè. Rồi bạn bấm vào submit nha bạn. Xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn bạn tham gia chương trình để góp ấn chia tổng giải thưởng là 1 triệu token swap. Nó đang kết thúc mình. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.